Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin các nhóm lừa đảo qua mạng gốc Trung Quốc đang tìm chỗ đứng tại Việt Nam. Ngày 3 tháng 7, AFA tiếng Việt cho hay, đường dây lừa đảo trực tuyến liên quan Trung Quốc đang gia tăng hoạt động tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam là quốc gia có số người dùng mạng xã hội thuộc hàng đầu trên thế giới và đang dần trở thành một trung tâm lớn về tin giả và lừa đảo tuyển dụng qua không gian mạng. Đây là nội dung được nêu ra trong buổi hội thảo trực tuyến về lừa đảo qua mạng và buôn người ở Campuchia và Việt Nam do Viện Hòa bình USIP có trụ sở tại Hoa Kỳ tổ chức hôm 2 tháng 7 năm 2024. AFA dẫn lời ông Andrew Wellsdang, chuyên gia cấp cao chuyên về Việt Nam của USIP, cho biết một trong những mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh ở Đông Nam Á là sự hiện diện ngày càng tăng của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có nhiều mạng lưới có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn nhận định của bà Diệp Vương, chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận Pacific Link Foundation, cho biết Việt Nam đang dần trở thành trung tâm của tin giả và lừa đảo tuyển dụng qua mạng. Nguyên do chính là sau đại dịch Covid-19, kinh tế Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều tin giả và do đó số lượng tuyển dụng lừa đảo qua mạng ngày càng tăng. AFA dẫn ý kiến của ông Jason Tower, chuyên gia cấp cao chuyên về Burma của USIP, cho biết Việt Nam đã bị ảnh hưởng nhiều với tư cách là một quốc gia tiền tuyến. Biên giới Việt Nam bị bao vây bởi những ổ tội phạm này. An ninh biên giới của Việt Nam bị ảnh hưởng sâu sắc. Gần đây hơn, các nhóm tội phạm gốc Trung Quốc đang tìm cách tạo dựng chỗ đứng tại Việt Nam nhằm biến Việt Nam thành trung tâm cho hoạt động lừa đảo trực tuyến. AFA cũng dẫn phát biểu của ông Brian McKinn, Giám đốc Văn phòng Đại diện Cục Phòng chống Ma túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế INL thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, cho biết tại hội thảo rằng tội phạm xuyên quốc gia đang gây ra bất ổn toàn cầu. Nó làm xói mòn nền dân chủ, làm giảm tăng trưởng kinh tế và đầu tư. Hình ảnh những nạn nhân, người Việt bị lừa vào các đường dây lừa đảo qua mạng được giải cứu ở Campuchia. Theo ông Ryan McKinn, có hai nhóm nạn nhân chính của đường dây lừa đảo qua mạng. Thứ nhất, là những người bị dụ dỗ đến làm việc ở các trụ sở nhóm lừa đảo. Những công việc này thường được quảng cáo là thuộc ngành công nghệ, để rồi chính những người lao động này bị lừa và bị cưỡng bức làm việc để lừa đảo lại người khác. Họ thường là nam giới, được đào tạo kỹ năng về công nghệ và ngoại ngữ. Ước tính có khoảng hơn 300.000 nạn nhân buôn người từ hơn 60 quốc gia đang bị giam giữ tại các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. Nhóm nạn nhân thứ hai chính là mục tiêu của những trò lừa đảo qua mạng. Hoa Kỳ và các công dân Đông Nam Á là mục tiêu chính của mạng lưới này. Vào năm 2023, công dân Hoa Kỳ đã thiệt hại ước tính khoảng 3,5 tỷ USD vì những âm mưu tội phạm này. Con số này có thể bị đánh giá thấp do báo cáo chưa đầy đủ. Theo ông Brian McKinn, mối đe dọa ngày càng tăng này sẽ đòi hỏi sự hợp tác quốc tế được cải thiện để chống lại khả năng hoạt động xuyên biên giới của các nhóm tội phạm. Hoa Kỳ cam kết sẽ sát cánh cùng các đối tác Đông Nam Á để hỗ trợ các nỗ lực của họ trong việc ngăn chặn, triệt phá tội phạm có tổ chức xuyên biên giới và các hoạt động lừa đảo trực tuyến. AFA tiếp tục dẫn ý kiến của tiến sĩ Hải Lương, giảng viên chuyên ngành tội phạm học tại Đại học Griffith, Úc, nêu một số giải pháp mà chính phủ Việt Nam cần thực hiện để ngăn chặn tình trạng tội phạm trực tuyến, bao gồm cải tiến khuôn khổ pháp lý, tăng cường hợp tác song phương, đa phương giữa các quốc gia liên quan, tuyên truyền về các phương thức tuyển dụng của các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, đầu tư và nâng cao quyền lực của chính quyền địa phương, tăng cường chia sẻ thông tin để điều tra tội phạm, nhận diện và hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo cưỡng bức phạm tội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin các nhóm lừa đảo qua mạng gốc Trung Quốc đang tìm chỗ đứng tại Việt Nam. Tô Đại sẽ sử dụng đòn gì để buộc Tổng Trọng rút lui trước Hội nghị Trung ương 10? Chỉ trong vòng hơn 3 năm đầu, sau Đại hội 13 đã có 7 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị buộc phải xin thôi chức vì lý do liên quan đến tham nhũng. Với hàng loạt lãnh đạo cấp cao của đảng nhúng chàm, sẽ không có ai thực sự trong sạch cả. Việc hồi tố để lật lại hồ sơ nhúng chàm trong quá khứ thì động đến ai sẽ chết người đó, kể cả Tổng Trọng. Báo Dân Trí loan tin về việc lãnh đạo sở ở Hà Nội bị kiểm điểm. Báo Dân Trí ngày 3 tháng 7 đưa tin chậm tham mưu về khu Sibutra, lãnh đạo sở ở Hà Nội bị kiểm điểm. Bản tin cho biết, tại kỳ họp thứ 17 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội,
Sáng ngày 3 tháng 7, hội nghị đã tiến hành phiên chất vấn về vấn đề thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước thuộc thành phố. Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội Lê Anh Quân cho biết, dự án khu đô thị Nam Thăng Long là dự án lớn trải qua thời gian dài, đã được thanh tra kiểm toán nhiều lần. Theo ông Quân, dự án này là có đầu tư nước ngoài, có chuyển giao không bồi hoàn liên quan đến cả trách nhiệm sử dụng vốn nhà nước trong đầu tư kinh doanh dự án. Đồng thời, ông cho biết đơn vị đang tiến hành kiểm điểm về việc này theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư. Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Được biết, vào năm 2004, khi còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng đã dính đến một scandal nghiêm trọng. Các nguồn tin khả tín đưa ra, các bằng chứng khẳng định Tổng Trọng đã từng nhận những khoản lót tay hàng triệu USD trong vụ việc sai phạm đến 3.000 tỷ đồng có liên quan đến dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long vào năm 2002. Đó cũng là giai đoạn ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng 2006-2015. Khi đó, Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng đã tiến hành điều tra vụ án này, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên vụ án phải đóng lại hồ sơ. Để sau đó, đến năm 2013, Bộ Chính trị đã buộc tướng Hưởng, cố vấn an ninh, tôn giáo của ông Ba Dũng phải nghỉ hưu. Được biết, dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long, Sibutra là một dự án bất động sản có đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ, với số vốn đầu tư đăng ký lên tới 2,11 tỷ USD do tập đoàn Sibutra Indonesia làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến hơn một năm sau, việc xin cấp sổ đỏ của hàng nghìn căn biệt thự tại khu đô thị Sibutra gặp trở ngại do cố tình áp sai thuế một cách nghiêm trọng. Điều đó đã làm thất thoát khoảng 3.000 tỷ đồng nguồn thu ngân sách của thành phố Hà Nội. Để khắc phục, liên ngành thành phố Hà Nội bao gồm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường và Cục Thuế Hà Nội đã phải đi đến thống nhất ra quyết định đề nghị lãnh đạo Hà Nội thu bổ sung 1.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất đối với dự án Sibutra trong số hơn 3.000 tỷ đồng thất thoát. Sau đại hội 12 liên quan đến vụ bê bối này, ngày 22 tháng 11 năm 2017, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo kết luận số 2923/TB-TTCB về việc quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo quyết định 123/2001/QĐ-UB ngày 6 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2002-2014. Thông báo kết luận nêu rõ sai phạm ở dự án này có liên quan đến việc lãnh đạo Hà Nội thời điểm đó đã cấu kết thông đồng nhằm giúp tập đoàn Sibutra trốn mức thuế áp dụng từ đầu năm 2005. Theo đó, ông Hoàng Văn Nghiên, nguyên chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy Nguyễn Phú Trọng đã thống nhất ưu tiên cho tập đoàn Sibutra nộp thuế theo mức đặc cách. Quyết định của ông Nghiên và ông Trọng lúc đó đã giúp cho Sibutra không phải đóng một khoản thuế khổng lồ. Có những đồn đoán cho rằng, đổi lại, nhà đầu tư Sibutra Indonesia đã cảm ơn hai ông, mỗi ông hai căn biệt thự của dự án này và thêm khoản tiền mặt cho mỗi ông 1 triệu USD. Tuy nhiên, với thế và lực quá lớn của Tổng Trọng lúc đó và sau khi cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời với nguyên nhân đầy bí hiểm, từ đó vụ án này đã chìm xuồng. Hình ảnh Chủ tịch nước Đại tướng Tô Lâm. Được biết, cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm thời điểm đó từng là trợ lý của cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng nên nắm rất chắc về vụ án này. Việc thành phố Hà Nội sáng ngày 3 tháng 7 đột nhiên nhắc lại vụ bê bối này và việc Chủ tịch Tô Lâm về làm việc tại quân khu 9, một thánh địa của cựu Thủ tướng Ba Dũng, là vấn đề được công luận hết sức quan tâm. Phải chăng đây là đòn rung cây dọa khỉ của Tô Lâm đối với ông Trọng? Đây được coi là đòn knockout cuối cùng buộc Tổng Trọng phải rút lui trước Hội nghị Trung ương 10 sẽ diễn ra trong tháng 10 năm 2024. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tô Đại sẽ sử dụng đòn gì để buộc Tổng Trọng rút lui trước Hội nghị Trung ương 10. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d